Tập 17. Người nói Thạch Đào cầu hôn là cô đúng không? Tôi khó hiểu thật đó. Cô có bệnh đúng không? Bản thân cô chưa từng được cầu hôn nên mới xúi người ta đi cầu hôn cho đỡ thèm mà. Bà thèm quá, có giỏi thì bảo anh ta cầu hôn cô đi. Tôi còn tưởng Thạch Đào có mắt như thế nào chứ. Quá xa yêu thương đồng cháy một bà cô già, lại là thứ đàn bà chanh chua. Cô nói ai là bà cô già? Tôi đây còn trẻ hơn cô nhiều. Tuy tôi không biết cô đang ủ mưu tính kế cái gì, nhưng tôi cảnh cáo cô, Thạch Đào rất đơn thuần. Bọn tôi đều coi cậu ta như em trai. Nếu cô dám đem mấy ý kiến linh ta linh tinh không đàng hoàng của cô làm hỏng người cậu ta thì cô không xong với tôi. Tôi nhìn cô hơi lâu rồi. Nói ai không đàng hoàng, quen thói chanh chua mắng người ngoài phố sao? Tôi mắng cô đó làm sao? Nhìn chỗ này đi, có giống chỗ người đàng hoàng mở không? Cô có tin tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ hốt nguyên cái tụ điểm này của cô không? Cô gọi đi. Cô xem thường ai đây? Không tin có đúng không? Có tin không? Chị làm sao vậy? Giỏi quá nhỉ. Làm loạn xong chưa? Làm xong rồi thì chúng ta cũng tính sổ đi. Bình sổ cô vừa đập, tiệm chúng tôi bán 10.000 tệ. Coi như cô cũng là bạn của Thạch Đào, tôi giảm giá cho cô 8.000. Chỉ vì cô xúi dục Thạch Đào thôi thì tôi có thể đập cô 10.000 tệ cũng là ít. Tôi nói cô biết, hôm nay tôi cho cô một cơ hội, tự đi nói với Thạch Đào cho rõ ràng đi. Không được để cậu ta cầu hôn nữa. Nếu cô thực sự xem trọng cậu ta thì đừng làm hại cậu ta. Còn nếu cô xấu xa tới mức trêu cậu ta cho vui thì có người đốt luôn cái tiệm của cô đó, nghe rõ chưa? Cô đứng lại. Được rồi, đừng đuổi theo nữa. Một bình rượu cũng không đáng bao nhiêu. Chị, thu dọn đi, chúng ta mở cửa rồi. Trời ơi là trời, có đập thì đập cái sẻ một chút chứ. Cái bình rượu ý có phải là chưa thấy bao giờ đâu. Nó đáng giá bao nhiêu thì phải biết chứ. Xin chào quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin lỗi. Mẹ Đa Diệp à, Hà Muội, tôi đi trước nhé. Bà Trương, gọi bà đấy. Bà Trương, tôi gọi bà mấy lần liền đó, sao bà lại coi như không thấy? Bà đi du lịch về rồi sao? Đúng vậy, vừa về hôm qua. Quần áo mới à, đẹp thật. Chỉ là cái sổ bụng của bà phải giảm thôi. Bụng bà có giấu cũng không giấu được. Bà xem tôi này, con gái tôi mua cho đấy, chất lượng tốt, cắt may cũng cẩn thận, cảm giác mặc lên người gọn người lắm luôn, thích lắm. Bà Trương, tôi còn phải hỏi bà đây,
chuyện cháu ngoại bà và đại diệp nhà tôi xem mắt thế nào rồi? Đại diệp nhà bà không nói cho bà biết sao? Nói rồi. Đại diệp nhà chúng tôi đúng là tầm mắt hơi cao, người bình thường không lọt nổi mắt con bé. Nhưng mà tôi thấy cháu ngoại bà trông vẫn ổn mà, vậy nên tôi muốn hỏi ý đó như thế nào. Cháu ngoại tôi chẳng có ý gì cả, không có sao đó nữa. Sao là vậy? Cháu trai bà đúng là đi nước ngoài về, nhưng đi nước ngoài về thì giỏi lắm sao? Đại diệp nhà tôi còn là nữ doanh nhân đó. Cháu ngoại bà nếu mà không ưng đại diệp nhà chúng tôi, bà nói đại diệp nhà chúng tôi thì đó là mắt nó có vấn đề, có bệnh. Không phải là cháu ngoại tôi không ưng đại diệp nhà bà, là đại diệp nhà bà không cho cháu tôi cơ hội. Mẹ đại diệp bà, chuyện này tôi phải nói rõ ràng với bà. Đại diệp nhà bà có bạn trai rồi, sao còn đi xem mắt chứ? Người muốn gả cho cháu ngoại tôi có thể xếp từ cửa nhà bà đến tận Thượng Hải đấy. Nó bận trăm công ngàn việc cũng quay về gặp đại diệp nhà bà, vậy mà chẳng có chút thành ý gì. Tôi còn chưa tìm bà hỏi tội, bà thì hay rồi còn chủ động tới tận đây. Ngừng lại. Ý bà là đại diệp nhà tôi có bạn trai sao? Bà đừng có nói với tôi là bà không biết. Không thể nào. Đại diệp nhà chúng tôi thẳng thắn mà nói, có lượng người theo đuổi rất lớn, không kém gì cháu ngoại bà. Nhưng bà đã tuyệt đối không có bạn trai đâu. Bà cứ giả vờ giả dịch với tôi. Hôm gặp mặt cháu trai tôi, cậu ta cũng có đến đó. Mẹ đại diệp, không phải tôi nói bà đâu, nhưng đại diệp nhà bà đứng núi này trông núi nọ, đó là vấn đề tác phong. Thượng Hải người đông, tình hình phức tạp. Bà phải dạy dỗ đại diệp nhà bà, để nó có mắt vào, đừng để đến lúc tiếng xấu đồn xa. Bà nói cái gì? Thế nào là tác phong? Thế nào là tiếng xấu đồn xa? Con nhà chúng tôi là con gái, sao bà độc mồm độc miệng như vậy, ăn nói khó nghe như vậy? Kiểu người gì không biết thật là. Bà về nhà nấu cơm của bà đi. Ai thèm quan tâm chứ? Ông nói đi. Sao ông không nói gì? Không phải ông nói vẫn luôn tin tưởng con gái rượu của ông? Không phải ông vẫn nói con bé tự có tính toán sao? Sao giờ nó lại lén lén lút lút tìm bạn trai rồi? Ông còn uống được. Tôi nói ông có thể quan tâm con gái chúng ta hơn được không? Ông nhìn mình đi, cũng biết chăm sóc bản thân lắm. Tức chết tôi rồi. Có bạn trai không phải chuyện tốt sao? Không phải bà chê nó tối ngày là không có người yêu sao? Có bạn trai là chuyện tốt. Nhưng nếu nó có bạn trai rồi thì cũng phải nói với chúng ta một tiếng chứ. Làm tôi ở đây phí công phí sức, hẹn Trương La cho nói gặp mặt. Được, như vậy cũng thôi đi. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là có bạn trai rồi còn đi xem mắt. Ông biết như vậy có nghĩa là gì không? Đó là vấn đề tác phong. Bà nặng lời như vậy, đại diệp không thể nào làm như vậy đâu. Nó không làm như vậy. Bà Trương cũng không mắng thẳng mặt tôi như thế. Ông cũng biết bà Trương là người lắm điều mà. Không chừng bà ấy bây giờ còn đang nói xấu đại diệp nhà ta ở bên ngoài. Bà ấy thích nói thế nào cứ để bà ấy nói. Chúng ta cay ngay không sợ chết đứng. Bị người đáng sợ, bị người đáng sợ có biết không? Nó không ngại, tôi cũng ngại. Tôi cũng cần mặt mũi. Ông không thấy bà Trương gặp tôi hôm nay, cái vẻ mặt ấy, cái giọng điệu ấy. Alo mẹ. Hà đại diệp, con làm sao vậy? Buổi xem mắt đang tốt đẹp bị con phá hỏng rồi. Điều kiện nhà tiểu Trương tốt biết bao. Mẹ, vậy cũng gọi điều kiện tốt. Ảnh như người thật là một trời một vực đó. Lấy ảnh 10 năm trước ra để đưa con, đó gọi là gì? Lừa đảo. Vậy thì chuyện bạn trai con là sao? Alo. 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 Sống kém quá. Alo. Sao vậy chứ? Sao sống yếu như vậy?
A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nửa đêm nửa hôm bà đi đâu vậy? Tôi phải đi tìm bà Trương. Bà Trương bảo đại dịch và chúng ta có vấn đề về tác phong. Cháu ngoại bà ta lấy ảnh từ 10 năm trước đi xem mắt. Bà ta làm vậy tức là gì? Gạt người đó biết không? Tôi không để bà ta mắng không tôi được. Tôi phải đi báo thù. Quay lại đi, quay lại. Quay lại đi, quay lại. Ông kéo tôi làm gì? Bà đi làm gì? Không phải chứ, bà yên tĩnh đi được không? Tôi đi rồi về, tôi biết bà đi rồi về. Bà xem bà tranh cãi tới lui làm gì? Thú vị lắm sao? Bà Trương, nói chuyện khó nghe có phải bà không biết đâu. Tôi nói chuyện còn khó nghe hơn bà ta đó. Vì sao tôi phải để bà ta chiếm thượng phong? Nào, uống trà đi, trà mới pha đó, hạ quả. Không đúng, sao ông cứ nói thay cho bà Trương vậy? Giữa hai người có phải có gì không hả? Không phải chứ, bà có bệnh sao? Tôi với bà ấy thì có gì chứ? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy. Lúc dạy quảng trường, hai người còn mắt đi mày lại. Hà Kiến Nghiệp, tôi nói cho ông biết, nếu như ông dám lăng nhăng sau lưng tôi thì xem tôi có đâm chết ông không. Rồi, bà đâm chết tôi đi. Rồi sao bà lại đâm ai đây? Đâm ai? Chúng ta cứ nói từ từ, bà đừng nóng nảy như vậy, tôi không chịu được đâu. Không đúng, tôi vừa nhớ ra rồi, người bạn trai của đại diệp và chúng ta mà bà Trương nói, liệu có phải la sướng không? Hình như không phải đâu. Sao lại không phải? Sau khi ly hôn, hai đứa nó vẫn luôn giữ liên hệ đó. Không được, không được, tôi phải đi Thượng Hải một chuyến. Tôi phải tận mắt xem thử. Tôi phải làm rõ chuyện này. Bà vội vàng đi Thượng Hải làm gì chứ? Sức khỏe của bà cũng không tốt. Gọi điện thoại cho con gái một phát, không phải rõ ràng sao? Một câu hai câu có thể nói rõ trong điện thoại được à? Hơn nữa tôi hỏi nó, nó sẽ nói thật cho tôi chắc. Đại diệp và chúng tôi yêu đương với ai cũng được, tôi đều đồng ý. Chỉ có cái tên La Sướng đó là không được yêu thôi. Tôi thà để cả đời này không kết hôn, còn hơn để nó bị tên La Sướng kia bắt nạt con gái của tôi. Tôi không cho nó bắt nạt con gái tôi. Tôi hận chết cái tên đó. Như vậy, ông ngày mai mua ngay cho tôi một vé tàu hỏa cho tôi đi Thượng Hải. Tôi phải chính mắt nhìn thấy cho ra ngô ra khoai mới yên tâm được. Quan trọng nhất chính là lần này tôi đi, ông không được lén nói đại diệp đâu đó. Tôi muốn cho đó một kích bất ngờ, phải bắt tận tay nó mới được. Ông biết chưa? Ông nghĩ xem, đại diệp và chúng ta có phải đã lâu rồi không được ăn món ông nấu sao? Thèm chết luôn ấy. Nói không chừng bây giờ nó đã gầy rọc người ra rồi. Vậy nên là ông đi vào bếp xem có gì có thể ăn, có gì ngon ông gói lại hết. Ngày mai tôi mang theo luôn, mang đến Thượng Hải. Được, vậy tôi đi thu xếp hành lý luôn đây. Được, chúng ta chia ra hành động. Được, cứ quyết định như vậy. Được, xong ngay. Để tôi đi làm, chút tôi xuống bếp giúp ông. Không cần đâu. Vậy uống sữa rồi ngủ sớm đi. Hey!
Cô thấy thế nào? Có thích đúng không? Tục. Hoàn toàn không phù hợp khí chất của tôi. Con người tôi rất mê tín. Tôi cảm thấy màu trắng rất không may mắn. Vậy nên đến cả váy cưới tôi cũng phải lấy màu hồng nhạt. Vậy tại sao hội trường lại có thể có hoa hồng trắng? Lại thế nào có được chứ? Von trắng sao? Chuyện gì cô nói tôi đã ghi lại. Nghe tôi nói hết này. Váy cưới của tôi màu hồng nhạt. Vậy nên hoa hồng trong lễ cưới của tôi không được dùng màu hồng đỏ. Làm vậy tôi không được nổi bật. Nhưng mà phải phối hợp với váy cưới của tôi. Vậy nên con thấy màu hoa hồng gì sẽ hợp? Màu vàng sâm banh, quê chết được. Con nói xem chỗ cô rốt cuộc có phải cửa hàng tổ chức hôn lễ cao cấp không vậy? Sao phương án nghĩ ra lại tục như vậy chứ? Tôi nói các cô biết, các cô đúng là chẳng chuyên nghiệp. Không chuyên nghiệp có hiểu không? Đổi chỗ khác thôi. Không phải đâu, thưa cô. Thưa ngài là như vậy. Tiệm chúng tôi vừa mới chuyển đến đây nên còn có nhiều tư liệu vẫn chưa đầy đủ. Cô đợi tôi thu xếp 2 ngày. 2 ngày. Cô để tôi còn phải đợi thêm 2 ngày. Tôi cưới đó cô hai à. Tiếng gì vậy? Không xong rồi, không xong rồi. Để tôi ra xem sao. Cô đùa tôi đấy sao? Chỗ cô bị ba chơi à? Ống nước bị dở rồi. Xin lỗi lời một chút. Để tôi đi chỉnh lý lại. Chỗ cô quá chuyên nghiệp rồi. Đến cái ống nước cũng chuyên nghiệp như vậy. Ống nước vô cớ cũng tự dở. Thật ngại quá, thật ngại quá, thật tình. Dở được ống nước thì liên quan gì đến chuyên nghiệp chứ? Chẳng chuyên nghiệp gì, anh xem. Cái kiểu người này, người ta làm tổ chức hôn lễ thường là người có khí chất vô cùng thục nữ, vô cùng có giáo dưỡng. Vậy mà cô ấy vội vội vàng vàng, còn mặc cái gì nữa chứ? Xin chào. Chào cô. Giám đốc Hà đâu? Trương Bảnh, nhanh lên. Dỡ được ống rồi, nhanh lên. Anh đi sửa ống nước. Sao vậy? Không phải chứ, nước này là dỡ ống nước à? Cô ra trước đi, ra đằng trước đi. Không được đâu. Cô ra đằng trước đi, không phải chứ. Sao được ống nước cứ dỡ suốt ngày? Anh làm gì vậy? Hỏng một lần rồi. Hộp đựng dụng cụ ở đâu? Ở dưới kia, dưới máy pha cà phê. Sao lại như vậy chứ? Có thấy cờ lê không? Đây rồi. Cái nào vậy? Cái to này à? Anh thật là, cô tránh ra xa đi. Để tôi giúp anh bịt lại. Sao vẫn rò nước ra vậy? Có phải nó bị như vậy suốt không? Trước đó tôi sửa 2 lần rồi. Cả người của anh ướt hết rồi. Không sao, chút nữa thay đồ là được. Đỡ hơn rồi đó. Được rồi, đợi tôi xiết một chút nữa. Được rồi, được rồi. Để tôi xiết thêm cho chặt. Chuyện hôm đó xin lỗi cô. Cô còn giận tôi không? Sao trách anh được? Còn không phải vì tôi quá khắc nghiệt sao? Vì mấy người họ không mang quà tới, tôi bám chặt không buông. Thực ra hôm đó lúc tôi ra ngoài đã nghe thấy họ nói gì. Tôi cũng biết là cô vì giúp tôi xả giận. Cảm ơn cô nhé. Được rồi. Thực ra tôi có thể hiểu. Trong giới này thật ra toàn vì công danh lợi lộc mà không thể tự chủ. Mọi người cũng là vì kiếm bát cơm thôi, cho nên mới phải đứng vững trong giới này. Thực ra có trách thì trách tôi giờ không nổi được, không thể trách người khác. Anh là người đàn ông, quán trách gì chứ? Vậy anh nói xem, ngoài phố trai 1m85 nhiều như vậy, người mẫu cũng nhiều như vậy, có mấy người nổi được chứ? Chúng sinh đông đúc, người kiếm được một con đường có mấy ai? Anh đã sống được 10 mấy năm trong giới mà còn không hiểu sao? Thật ra có một số chuyện cô càng hiểu rõ thì càng tổn thương. Họ nói đúng. Tôi ấy à, chỉ là xui xẻo quá thôi. Cô xem lúc người ta giải nghệ, ai cũng có một màn chia tay. Mà tôi đây trong buổi biểu diễn cuối cùng của sự nghiệp thì bị đuổi đi. Cô xem tôi có xui xẻo không? Tôi nói mấy người chứ, sao còn nói chuyện vậy? Cô Hà, xin hỏi cô xong chưa? Tôi đợi bên ngoài lâu lắm rồi, cô còn không ra thì tôi đi vậy. Dạ. Tôi ra ngay đây, tôi sửa tay một chút. Cô đợi tôi một chút đi, cô cứ đi làm trước đi, tôi lo chỗ này cho. Tôi dọn một phát là xong.
Đi với tôi. Đi với tôi làm gì? Mồm miệng tôi vụng về lắm, lại phá cô đó. Không đâu, anh ngồi đó là được. Không cần nói gì, mau lên. Vậy tôi cũng phải thay đồ chứ. Không cần thay, cứ vậy đi. Đẹp trai, đỉnh, đi. Thật ngại quá. Để hai người đợi lâu rồi. Đúng rồi, cho phép tôi giới thiệu. Vị này là giám đốc sáng tạo của chúng tôi, Trương Mảnh. Còn đây là anh Triệu, cô Phương. Chào anh. Tôi là Phương Mẫn. Giám đốc Trương là làm về sáng tạo sao? Dạ, tôi nghe nói người làm nghệ thuật là cá tính nhất đó, có phải không? Mọi người cùng ngồi xuống được không? Ngồi xuống thôi. Giám đốc Trương đây đã có bạn gái chưa? Chưa có. Nhưng tôi có con trai rồi. Còn từng ly hôn một lần nữa. Thật là có tình thương mà. Có câu nói thế nào, đàn ông từng ly hôn là có sức hút nhất đó. Đúng vậy. Cô Phương, tiếp theo trong hôn lễ của cô còn muốn gì nữa? Xin cô cứ nói thẳng với giám đốc Trương của chúng tôi là được. Tiếp theo anh ấy sẽ đại diện cho công ty tôi, đại diện toàn quyền cho hôn lễ của cô. Còn nữa, trước đây giám đốc Trương là làm người mẫu, nên con mắt nghệ thuật của anh ấy rất độc đáo. Thật sao giám đốc Trương? Vậy nếu là anh đích thân làm kế hoạch cho hôn lễ của tôi thì tôi thấy không còn vấn đề gì. Cô Hà, ký hợp đồng thôi. Dạ, đợi một chút. Tôi có câu hỏi. Anh có câu hỏi gì chứ? Anh ngồi đây không nói một câu nào. Có câu hỏi chúng ta có thể cùng trả lời. Không có vấn đề gì. Ký hợp đồng. Được. Giám đốc Trương, vậy nhờ anh cả. Cô yên tâm. Được rồi. Giám đốc Trương, cẩn thận kẻo bị cảm đó. Anh mau về đi. Tuyệt đối đừng để bị cảm. Không sao, anh ấy ngày nào cũng rèn luyện thân thể. Anh ta không sợ lạnh đâu. Dạ, anh chị đi thông thả. Đại Diệp, sao tôi thấy trong chuyện này có gì đó không đúng? Có phải thấy thời tiết hôm nay đẹp lắm không? Anh giúp tôi ký được khách hàng, có phải cũng rất vui mừng không? Không đúng. Cô coi tôi là loại người gì vậy? Cô thấy ai ký hợp đồng mà mặc như vậy không? Cô coi tôi bị ngốc sao? Tôi nói cô biết cô đây là lợi dụng tôi. Cô bán đứng nhan sắc của tôi, biết rồi sao? Lai vừa vào cửa đã cởi áo khoác ngoài. Lai lúc sửa vòi nước quý để mình bị ướt. Lai cầm khăn tắm lao đầu làm dáng. Người bán đứng nhan sắc là tôi sao? Là anh tự làm mà. Hơn nữa mấy hôm trước anh vô duyên vô cớ phê bình tôi còn chưa tính sổ. Hôm nay cho dù tôi có lợi dụng anh thì cũng là công bằng thôi. Tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Vậy được, vậy tôi cũng xin lỗi anh. Xin lỗi, cô làm vậy là cưỡng từ đoạt lý. Anh thấy chưa, thấy chưa? Thời trang, phan, thời tiết có đúng không? Tỏ vẻ đẹp trai cũng có mức độ thôi. Được rồi, tôi đi nấu canh gừng. Không phải chứ? Tôi nói để tôi mặc đồ, ai không cho tôi thay đồ chứ? Cô nói rõ ràng cho tôi. Là tôi không cho anh thay chắc. Là tự anh không thay mà. Liên quan gì tới tôi chứ? Giám đốc Trương, ba mau, nhân lúc còn nóng uống đi. Hôm nay tôi xin lỗi anh nhiều lắm rồi, đừng có tức giận nữa mà. Mau. Còn giám đốc Trương nữa. Cẩn thận nóng. Hết giận chưa? Tôi đã nấu canh gừng cho anh rồi còn gì. Tha cho tôi đi. Đúng rồi, vừa nãy anh nói khi anh lên sàn diễn lần cuối cùng đã bị người ta đuổi. Là sao vậy? Cô vẫn nhớ chuyện đó sao? Tất nhiên rồi, lời anh đã nói mỗi câu tôi đều nhớ. Thật ra cũng chẳng có gì. Vì sao? Giết gà dọa khỉ. Dù sao trong nghề này cũng quen rồi. Vậy sao anh không làm loạn lên? Cứ vậy để người khác lợi dụng. Tôi nói anh biết, bình thường anh thật thà quá đó. Mấy chữ tôi rất dễ bị chèn ép, chỉ thiếu điều viết trên mặt của anh thôi. Chút chỉ vừa đẹp trai vừa cao ráo, đứng ở đâu thuốc bắt ở đó. Không bắt đầu từ anh thì bắt đầu từ ai? Xử lý thì xử lý. Có sao đâu. Dù sao mấy năm nay tôi cũng quen rồi.
Thực ra thay tôi rồi, tôi cũng không có gì không cam tâm. Nếu nói thật có gì khiến tôi không cam tâm thì đó là họ đã tùy tiện tìm một người để thay thế tôi. Bao nhiêu năm như vậy tôi không dám nói điều kiện của tôi là ưu tú nhất, nhưng tôi khẳng định là người yêu nghề nhất. Kể từ ngày hôm đó tôi đột nhiên phát hiện, thật ra dù có yêu nồng nhiệt đến cỡ nào cũng là vô ích. Có lúc trong mắt họ tôi chẳng bằng rắm chó. Xin lỗi cô, tôi dài dòng quá rồi. Không sao không sao. Dài dòng thì đúng là có một chút, nhưng tôi thấy tốt lắm. Bình thường anh im như hũ nút, giờ cuối cùng cũng có thể giải bày tâm sự với tôi. Tôi còn phải cổ vũ ấy chứ. Thật ra tôi cũng đã suy nghĩ rồi, sàn diễn có thiếu ai thì cũng có thể tiếp tục. Tôi à, chỉ là trước đây tự coi trọng mình mà thôi. Thật ra bản thân tôi không quan trọng tới vậy. Mà không sao, qua hết rồi. Tôi cũng đã thông suốt rồi. Không phải có câu thế này sao? Người nhìn phía trước, đường chạy phía trước. Vậy con đường phía trước của anh đi như thế nào? Anh nghĩ xong chưa? Chưa nghĩ xong. Nhưng bà cô yên tâm, tôi sẽ không ở công ty và ý lại cô mãi đâu. Dương Dương không phải sắp thi cuối kỳ sao? Đợi nó thi xong tôi sẽ đưa nó đến chỗ mẹ nó, rồi tìm một công việc. Nếu đã như vậy, tôi thấy anh bây giờ nên đi mua cái gì ăn cho tôi đi, bởi vì tôi đói rồi. Tôi còn tưởng cũng muốn an ủi tôi, cổ vũ tôi. Ăn ăn, chỉ biết ăn. Tôi thấy tôi bây giờ nên ăn một bát gì nhỉ? Miếng chua cay, đúng, tôi muốn ăn miếng chua cay. Cô đói thì tôi nấu cho cô ăn. Không không không, tôi thèm cái loại bán ở quán nhỏ siêu bẩn trước cổng cơ, chua chua cay cay. Không được, nếu ăn như vậy tôi sẽ lăn quay ra mất. Lại diễn, có đúng không? Rồi rồi rồi, đừng diễn nữa, đừng diễn nữa. Tôi đi là được đúng không? Tôi đi, cảm ơn nhé. Cảm ơn giám đốc Trương, ai bảo anh chân dài chạy nhanh. Giám đốc Trương đi mua miếng chua cay, anh mặc cái áo này vào. Tôi còn phải đi giày nữa, cho thêm nhiều giấm với tương ớt nhé. Được thôi. Sao tự nhiên lại thèm vậy không biết. Về ngay đây. Mua xong rồi, mang đi cho nóng.
thưa quý ông, quý bà, buổi trình diễn thời trang chia tay của Trương Mảnh bắt đầu ngay bây giờ. Lên thôi. Cô làm gì vậy? Anh không nhận ra sao? Bây giờ đang là tuần lễ thời trang Paris đó. Sân khấu của chúng ta bước bây giờ là show lớn đó. Mấy show lông gà gió tỏi chúng ta không thèm để ý nữa. Đừng đùa với lúc còn nóng mà ăn đi. Chút nữa là bị nguội. Đùa gì chứ, tôi làm lâu lắm rồi. Mau chơi với tôi đi. Được rồi, chơi với cô vậy. Vậy để tôi thay quần áo. Không cần. Bây giờ anh đẹp trai vô cùng, y như móc treo quần áo vậy. Mặc gì cũng đẹp. Mau ra đây. Nhìn tôi đi cho anh xem này. Cô cẩn thận đi. Tuyệt đối không dập mông đâu. Thế nào, có dáng dốc không? Đẹp không? Chậm thôi, chậm thôi. Sao rồi, có cảm giác như thiên thần vs không? Tới lượt anh đó. Nào tôi chụp ảnh nhé. Đổi bài hát. Trương Mảnh, Trương Mảnh, Trương Mảnh. Đẹp trai quá đi. Trương Mảnh, Trương Mảnh, Trương Mảnh. Anh thả tôi xuống đi. Làm gì vậy? Thả tôi xuống. Cảm ơn nhé. Thả tôi xuống đi. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Được rồi, được rồi. Được rồi mà, muốn cảm ơn tôi thì nấu thêm mấy bữa ngon cho tôi là được. Được. Thả tôi xuống đi mà. Thả tôi xuống đi. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Không phải chứ, mẹ tới sao không nói với con một tiếng? Mẹ đỡ ở đây làm gì? Mẹ muốn đến xem con còn sống hay không đó. Mẹ nói mẹ suối quẩy vậy. Con không sống thì có thể chết sao? Không phải chứ mẹ.
Mẹ, mẹ đến cũng không nói với con một tiếng. Con cũng tiện đón mẹ. Không phải chứ, mẹ mang cái gì theo vậy? Sao nặng như vậy chứ? Giấu cũng tính bưng thật. Giấu cái gì? Nói đi. Tên đàn ông kia lại. Đàn ông ở đâu ra chứ? Giả giờ giả dịch. Giả giờ tiếp đi. Con tưởng con giả giờ nói sống kém, cúp điện thoại mẹ là mẹ hết cách với con sao? Cái mặt già này của mẹ bị con bôi tro trá trấu rồi. Mẹ tìm hết cách để con đi xem mắt. Con thì hay rồi, có luôn bạn trai. Có bạn trai cũng không nói cho mẹ biết. Con nói đi, tên đàn ông kia có phải là La Sướng không? Nói. Nói không? Con nói không? Nói đi. Mẹ, mẹ đừng đánh mà. Nói. Con lớn như vậy rồi mẹ còn đánh con, tay mẹ không đau sao? Nói, có phải là La Sướng không? Không phải, mẹ nói con đâu. Nhưng con người con đúng là thương lành quên đau. Con quên ban đầu nó đối xử với con thế nào sao? Nó đó, bây giờ sao con còn dây dưa với nó? Tức chết thì được. Con bị ngốc có phải không? Con bị ngốc sao? Mẹ, con dễ quên nhưng con không ti tiện. Không phải là La Sướng. Không phải La Sướng thì là ai? Tên đàn ông đó rốt cuộc là ai? Nói rõ ràng. Không phải đâu, nhưng người đàn ông mẹ nói là ai chứ? Chính là tên lúc con đi xem mắt, đi phá đám đó. Mẹ, mẹ nhầm rồi. Mẹ ngồi xuống trước đi. Con nói mẹ này. Mẹ đừng gấp, anh ta chỉ là một người bạn bình thường của con thôi, không phải bạn trai con. Để con rót cho mẹ ly nước. Bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường mà đi cản trở con xem mắt. Cậu ta không mong con gặp chuyện tốt sao? Không đúng. Không đúng, không đúng. Chắc chắn là người con tìm tới phá hoại, có đúng không? Con thấy mẹ có dễ dàng không? Mẹ làm tất cả là vì ai chứ? Mẹ làm không phải vì con sao? Đừng đánh con mẹ, đừng đánh. Là bạn trai con. Đúng đúng, là bạn trai con. Là bạn trai con. Thật sao? Nhanh nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Con nhìn con đi. Có bạn trai rồi là chuyện tốt mà. Sao lại không nói mẹ biết? Không phải đâu mẹ, bọn con, quan hệ của bọn con tới giờ vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, nên con phải quan sát thêm rồi mới nói cho mẹ được. Được. Vậy con nói cho mẹ, nó làm nghề gì, bao tuổi, trông thế nào? Con nói đi. Trước kia anh ấy từng làm người mẫu. Người mẫu sao? Vậy chắc là cao lắm nhỉ? Đẹp trai. Nhưng bà, người từng sống trong giới giải trí không ổn lắm đâu. Không sao. Bây giờ nó làm gì, trông thế nào, bao nhiêu tuổi? Bây giờ anh ấy đang mở công ty cùng với con. Vậy tức là công ty con vừa mở là hai đứa cùng mở sao? Dạ, lúc đó con nghĩ trước mặt các cô, các dì, mẹ nói từ con mở công ty thì xịn hơn, nên không nói là hai đứa con cùng mở. Công ty một mình con nghe ngầu hơn không đúng sao? Cũng đúng. Đúng rồi, con nói bạn trai con bao giờ đến nhà chúng ta một chuyến. Con xem, mẹ đến Thượng Hải cũng khó mà đúng không? Không dễ gì. Để mẹ gặp nó trước đã, thay con trứng cửa. Còn nữa, mẹ cũng tiện nấu cho hai đứa nhiều món ngon. Mẹ, anh ấy cũng bận lắm, không rảnh đâu. Mẹ xem công ty bọn con vừa mới mở cửa, anh ấy không phải còn thu xếp xã giao sao? Anh ấy để con gái mẹ được nghỉ ngơi, nên mọi việc anh ấy đều gánh vác hết rồi. Không có rảnh đâu. Nó không rảnh, mẹ rảnh. Như vậy đi, ngày mai mẹ tới công ty của con, cũng tiện tham quan công ty con luôn. Con xem nó bận hơn nữa cũng phải về công ty đúng không? Có đúng không? Mẹ, cái đó quyết định như vậy đi. Bạn trai. Bạn trai sao? Nói to vậy. Tại lần trước anh nói vậy, có diễn cũng phải diễn cho chót. Giờ anh có cơ hội tốt rồi, anh định lâm trận bỏ chạy sao? Tôi sợ tôi diễn không tốt. Hơn nữa cô biết tôi phản ứng chậm mà. Lỡ bị tôi phá hỏng thì làm sao? Hỏng chuyện tôi đâm chết anh. Lần này mẹ tôi có thể về nhà luôn hay không thì phải xem anh diễn như thế nào.
Chuyện này áp lực lớn quá, hay cô tìm người khác đi. Được, vậy anh chuyển ra đi. Tôi lập tức đi tìm người khác. Cô, anh nghĩ mà xem, tôi yêu đương mà mỗi ngày một người dạo đi dạo lại trong văn phòng mình, mẹ tôi tin được không? Dũng dĩ là tôi ở. Được rồi, được rồi, không dài dòng nữa, quyết định như vậy. Tôi nói mấy cái này anh ghi lại đi. Sao tôi tin tưởng anh được chứ? Đầu óc của anh phải ghi chép thôi. Bút giấy đây, mau ghi lại đi. Học thuộc lòng cho tôi. Tôi nói anh viết